Xin kính chào quý vị đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kính thưa quý vị, sau đây là nội dung. Tổng thống Trump, chúng tôi đang đạt được tiến triển lớn, chúng tôi sẽ chiến thắng. Theo giữa The post Time, xin mời quý vị cùng theo dõi nội Tổng dung. Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba, ngày 10 tháng 11 đã nói rằng chiến dịch tái cử của ông đang đạt được tiến triển lớn và bày tỏ sự tự tin rằng cuối cùng Ông sẽ được tuyên là người chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. Tổng thống Trump viết trên Twitter bằng chữ in hoa nhấn mạnh: "Chúng tôi đang đạt được bước tiến lớn. Các kết quả bắt đầu đến trong tuần tới. Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại, chúng tôi sẽ chiến thắng." Ông Trump viết trong một tweet khác. Tổng thống cũng cáo buộc rằng đã diễn ra tình trạng vi phạm kiểm phiếu quy mô lớn. Chiến dịch Trump đang thúc đẩy các thách thức pháp lý tại các bang chiến trường như Arizona, Pennsylvania, Georgia. Ông Trump chưa tổ chức cuộc báo nào từ sau ngày 4 tháng 11. Nhưng các quan chức trong chiến dịch của Tổng thống từ sau đó đã liên tục họp báo để dấy lên vấn đề gian lận bầu cử. Trong khi đó, đề cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden hôm ngày 7 tháng 11 tuyên bố thắng cử sau khi các hãng truyền thông dòng chính tuyên bố dự tính ông Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, The Xbox Times, Newmark, Breitbart và một số hãng tin cánh hữu khác chưa tuyên bố bất cứ ai là người thắng cử cho đến khi các cuộc chiến pháp lý được giải quyết. Tại Michigan, một vụ kiện được nộp lên tòa án hôm ngày 9 tháng 11, trong đó có các lời khai chính từ các quan sát viên bầu cử, cáo buộc về những bất thường xảy ra trong quá trình kiểm phiếu như các lá phiếu được đổ chung vào các thùng phiếu có các lá phiếu có vấn đề và các phương tiện không mang biển kiểm soát của bang đã chở hàng nghìn phiếu bầu đến để kiểm đếm. Một viên chức bầu cử của thành phố Detroit đã nói rằng bà đã được chỉ đạo ghi lùi ngày trên các lá phiếu và không được tìm kiếm bất kỳ sai sót nào trên phiếu bầu. Ngoài ra, viên chức này khẳng định rằng bà quan sát thấy các đồng nghiệp hàng ngày của mình đã hướng dẫn và cố gắng hướng dẫn các cử tri bỏ phiếu cho ông joe biden các nguyên đơn đang hy vọng tòa án sẽ vô hiệu hóa cuộc bầu cử tại hạt quini bao gồm thành phố detroit và ra lệnh thực hiện một cuộc bỏ phiếu mới tại nevada những người tố giác nói trong đơn khai chứng rằng họ đã chứng kiến mọi người trong một chiếc xe tải mở có dán nhãn biden harris đang mở niêm phong phong bì chứa hàng chục nghìn phiếu bầu. Còn tại Wisconsin, chiến dịch Trump đang thúc đẩy việc kiểm phiếu lại. Còn tại Pennsylvania, chiến dịch tái cử của Tổng thống hôm ngày 9 tháng 11 đã nộp đơn kiện lên tòa cáo buộc về hệ thống bầu cử hai tiêu chuẩn. Tại Georgia, chiến dịch Trump hôm ngày 10 tháng 11 đã kêu gọi các quan chức hãy thực hiện kiểm phiếu hoàn toàn bằng tay. Trong khi đó, số phiếu ông Joe Biden dẫn trước tại các bang Arizona đang tiếp tục bị thu hẹp và gần đạt đến mức tranh lệch nằm trong khoảng tự động kiểm phiếu lại theo luật định. Tổng thống Trump vẫn duy trì khoảng cách an toàn tại Alaska và đã được truyền thông tuyên bố dự tính là chiến thắng tại bang Bắc của California. Trong thời điểm công việc kiểm phiếu vẫn đang tiếp tục, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa đã nói rằng Ủy ban cam kết theo đuổi, tức là thách thức mọi hành vi không đúng pháp luật. Trong khi đó, Phó tổng thống Mike Pence đã kêu gọi kiểm đếm mọi lá phiếu hợp pháp. Kính thưa quý vị, vừa rồi là nội dung tổng thống Trump, chúng tôi đang đạt được tiến triển lớn, chúng tôi sẽ chiến thắng. Theo post The Time, đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau.